Xin kính chào bà con đang theo dõi chương trình khuyến nông được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa bà con, trong những năm gần đây thì các giống củ quả mini như là cà chua bi, bắp cải hay dưa hấu mini đã tạo nên cơn sốt trên thị trường với vẻ ngoài độc đáo và chất lượng thơm ngon. Và sẽ là thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc tới những trái dưa leo baby mà bà con đang nhìn thấy trên màn hình lúc này ạ. Cũng chính nhờ những trái dưa leo baby này mà chỉ với hai vụ trồng kéo dài 6 tháng, chị Nguyễn Thị Trâm ở xã Minh Tân, huyện Lương Tài của tỉnh Bắc Ninh có thể thu về số lãi lên tới hơn 300 triệu đồng, một con số vô cùng ấn tượng phải không ạ? Và không để bà con phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ mục sở thị mô hình trồng dưa leo tí hon thế nhưng mang lại giá trị khổng lồ này ngay sau đây. Kích thước chỉ bằng 1/3 giống dưa leo thông thường. Thế nhưng những trái dưa leo baby này lại mang về cho chị Nguyễn Thị Trâm giá trị kinh tế cao gấp 3 lần. Không chỉ bởi hình dáng độc đáo, lạ mắt, loại trái cây này còn gây ấn tượng bằng mùi vị và chất lượng của chúng. Khi mà ăn giữa dưa leo thường và dưa leo baby trồng trong nhà màng thì tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ không ai muốn quay lại ăn cái dòng dưa leo thường nữa, bởi vì là cái tiêu chuẩn quả của nó rất là nhỏ, từ 40 đến 50 gram. Một quả ruột thì chắc và ăn ngọt, thơm không khác gì dưa nếp giống hồi xưa. Các bạn thấy đấy, dưa leo tại vườn của chúng tôi có thể ăn ngay tại ruộng, bởi vì chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và sử dụng toàn bộ thuốc theo công nghệ sinh học để chăm sóc cây trồng trong thời điểm thu hoạch. Hiện tại, gia đình chị Trâm đang triển khai trồng dưa leo baby trên diện tích hơn 5.000 m². Toàn bộ đều được trang bị hệ thống nhà kính theo tiêu chuẩn nước ngoài. Chi phí cho mỗi mét vuông nhà kính khoảng 230.000 đồng, một mức giá không nhỏ với bà con nông dân. Tuy nhiên, theo chị, hiệu quả thu lại là xứng đáng. Hệ thống nhà kính có tuổi thọ lên tới 10 năm và phục vụ sản xuất nhiều loại cây trồng khác nhau. Và quan trọng nhất là đảm bảo sản phẩm đưa ra thị trường có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt nhất. Làm cái nhà màng này với bão cấp 11, đối với khung và màng thì là bão cấp 8. Bởi vì dưa leo là một cái mặt hàng mà ăn sống nên là phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, thì chúng tôi chuyển vào trong nhà màng trồng thì không giảm thiểu cái tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, làm sao để cung cấp cái sản phẩm tốt nhất, ngon nhất, an toàn tới sức khỏe người tiêu dùng. Theo chị Trâm, dưa leo baby sẽ sinh trưởng tốt nhất và cho năng suất cao vào thời điểm từ tháng 2 tới tháng 8 hàng năm. Bởi vậy, hiện mô hình chỉ sản xuất dưa trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, chị Trâm đã có cách riêng để khai thác tối đa sản lượng của dưa leo baby. Bí quyết nằm ở việc sử dụng những túi bầu lớn hơn. Trong quá trình đi thăm các mô hình trồng tương tự tại Đà Lạt và các tỉnh trong Sài Gòn thì chúng tôi nhận thấy rằng cái bầu kích thước của các nhà vườn đang trồng thì độ khoảng từ 18 x 18, thì mỗi một bầu chúng tôi là các nhà vườn là thường trồng một cây dưa leo. Nhưng mà khi mà về đến miền Bắc thì tôi cũng có nghiên cứu thêm và đã trồng thử nghiệm sử dụng cái kích thước bầu lớn hơn vào khoảng 22 x 22 để trồng hai cây trên cùng một bầu. Thì qua quá trình thử nghiệm thì thấy kết quả đạt được cũng khá là tốt và tiết kiệm được nhiều chi phí trong quá trình chăm sóc cây trồng. Vì thế chúng tôi áp dụng triển khai nhân rộng trên toàn bộ diện tích đang trồng trọt tại farm thì để đảm bảo tối ưu chi phí và giảm giá thành và sao sản phẩm. Từ hơn 5.000 m² trồng dưa leo baby, mỗi ngày chị Trâm có thể thu được từ 300 tới 500 kg. Sản phẩm được cung cấp tới các chuỗi siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh với giá bán 20.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, chị thu lãi hơn 50 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi sản phẩm của chúng tôi khi chuyển từ trang trại về xưởng sơ chế thì sẽ được đóng gói cẩn thận trong khay như thế này. Và theo quy cách nhất định, ví dụ như mặt hàng dưa leo baby chúng tôi đang đóng là 500 gram trên một khay và có dán tem mác đầy đủ. Trên tem thì có tên thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng cũng như là mã vạch sẽ được đăng ký mã số quốc gia và có ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng để người tiêu dùng dễ theo dõi trong quá trình mua sản phẩm tại siêu thị. Đối với cơ sở sản xuất cái dưa baby của nhà chị Trâm thì đây là một mô hình rất là điển hình của huyện, và hiện nay thì đang áp dụng cho cái cây dưa baby thì chúng tôi đánh giá đây là một cái áp dụng rất là tốt vào trong cái sản xuất cây dưa baby và mang lại hiệu quả kinh tế cao, giá trị thương phẩm rất là tốt. Không chỉ làm giàu cho bản thân mình, mô hình trồng dưa leo baby của chị Trâm
cũng đang tạo thêm công ăn việc làm cho khoảng 15 lao động tại địa phương với mức lương ổn định, góp phần lan tỏa kiến thức làm nông nghiệp sạch tới bà con. Ra đây mình học được những cái điều là an toàn thực phẩm, để về nhà mình cũng làm an toàn cái thực phẩm nhà mình, để mình hàng ngày mình ăn uống thì để cho sức khỏe của mình khỏe lên. Rất chi là ổn định cho cái cuộc sống hàng ngày, cứ 4 triệu 8 đến 5 triệu, đấy, ngoài giờ tăng ca ra thì còn hơn 5 triệu. Sản phẩm độc đáo, mới lạ, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, giúp chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo. Mô hình trồng dưa leo baby nhà chị Trâm được chính quyền địa phương đánh giá là một trong những mô hình trồng trọt tiêu biểu trên địa bàn xã Minh Tân nói riêng và huyện Lương Tài nói chung, khuyến khích bà con tham quan học tập. Vâng, hơn 50 triệu đồng một tháng. Khi mà xem xong phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn là sẽ có rất nhiều bà con muốn tìm hiểu về giống dưa leo baby này cũng như là cách trồng ra sao, phải không ạ? Và ngay sau đây xin được mời quý vị gặp lại chị Nguyễn Thị Trâm để nghe chị bật mí về kỹ thuật trồng giống dưa leo đặc biệt này. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho bà con trên hành trình làm giàu từ nông nghiệp của mình. Mời bà con cùng theo dõi. Dưa leo baby là loại cây trồng khá nhạy cảm với môi trường, dễ bị sâu bệnh tấn công. Khi cây mắc bệnh thì rất khó để khắc phục và dễ bị lây lan diện rộng. Theo chị Trâm, để trồng thành công giống cây khó tính này thì việc trồng cây trong bầu riêng và đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà kính là điều kiện bắt buộc. Khi mà trồng trong giá thể như thế này thì chúng tôi kiểm soát dịch bệnh, các loại bệnh đối với cây trồng tốt hơn hẳn. Khi là nếu giả sử như một bầu bị bệnh thì chỉ hai cây trong một bầu bị bệnh thôi và chúng tôi sẽ tiến hành nhổ tiêu hủy luôn. Còn khi mà trồng dưới đất thì nó sẽ lây lan theo cái mạch nước thì dễ dẫn đến tình trạng là chết hàng loạt trong cả vườn. Nhiệt độ của trong nhà màng này thì chúng tôi xử lý mái thì để đảm bảo làm sao mà nó giảm cái nhiệt độ trong mùa nắng xuống và đến mùa đông thì vẫn đảm bảo ánh nắng đối với cây trồng. Cũng giống như các mô hình chăn nuôi trồng trọt khác, vấn đề giống luôn được chị Trâm quan tâm hàng đầu, đặc biệt là với một giống cây trồng còn khá mới mẻ với bà con nông dân như là dưa leo baby. Việc chọn giống quyết định trực tiếp tới thành công hay thất bại của mô hình. Bởi vậy bà con cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn mua giống tại những công ty uy tín trên thị trường. Chọn cây giống để phù hợp với cái khí hậu miền Bắc. Cái hạt giống của chúng tôi đang sử dụng là giống của Hà Lan, thì nhập trực tiếp từ công ty giống cho nên đảm bảo cái giống là giống F1 cho cái năng suất tối đa nhất. Chủ nhân mô hình chia sẻ, trồng cây dưa leo baby không khó, tuy nhiên yêu cầu người nông dân sự cần cù và tỉ mỉ. Từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch trái khoảng 30 ngày, trong suốt thời gian này, người dân phải thường xuyên theo dõi vườn trồng, đồng thời thực hiện việc tỉa dâu như thế này cho cây. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải lưu ý là bấm dâu đối với các ngọn dưa leo phát triển lên bên trên. Nếu mà không ngắt cái dâu này thì khi mà cây dâu sẽ phát triển và bám vào dây như thế này, chúng ta không thể tút cây xuống được. Và nếu mà tút thì cây sẽ bị gãy ngọn. Và ngọn này phải vắt ngọn vào đối với cái dây như thế này thì để ngọn không bị đổ, và ngọn không bị đổ để đảm bảo cái tần suất là nó hướng lên bên trên này. Nếu ngọn này chúng ta mà không vắt xuống thì khi mà để ngọn nó đổ xuống thế này nó gây gãy ngọn thì sẽ giảm cái năng suất của cây trồng đi, thì cái cây này nó chỉ phát triển đến cái phần gãy thôi. Và đáng nhẽ là cây sẽ phát triển lên cao lên 2 mét thì vẫn được thu hoạch quả, nhưng mà đây thì chúng ta nhìn là nếu mà gãy thì chúng ta chỉ được thu hoạch vào khoảng 1 mét thì năng suất nó sẽ giảm vào khoảng một nửa so với bình thường chúng ta không để gãy ngọn. Theo các chuyên gia trồng trọt, dù đã đầu tư nhà lưới, nhà kính nhưng người dân vẫn không thể chủ quan trong việc chăm sóc cây dưa leo baby, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng hiện nay. Đối với cây dưa baby này thì gặp phải rối loạn về cái sinh trưởng của cây trồng, gây ức chế cũng như nó kìm hãm được cái sinh trưởng cây trồng, do vậy mà cây trồng sẽ chậm sinh trưởng phát triển. Đấy. Thì chúng ta phải, một là chúng ta phải tăng cường cái theo dõi, nắm bắt thường xuyên cũng như là cái điều tiết cái lượng nước để cho cây đủ lượng nước để sinh trưởng, cũng như là cái điều tiết về cái hàm lượng dinh dưỡng. Sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt thì tất cả các dinh dưỡng cho cây trồng thì toàn bộ là pha vào bồn lớn và qua hệ thống tưới tự động là sẽ qua kim châm và đi vào trong đối với từng bầu cây trồng.
thì dinh dưỡng thì kiểm soát hàng ngày, kiểm tra độ vào, độ ra, độ EC, làm sao để cho cây trồng phát triển tốt nhất. Và cái đấy thì chúng tôi có kỹ thuật giám sát thường xuyên hàng ngày đối với cái cây dưa leo là một cái loại cây rất là mẫn cảm. Nếu trồng đúng kỹ thuật, sau từ 28 tới 30 ngày, cây sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Bà con lưu ý, không để trái phát triển quá to sẽ làm giảm hương vị và chất lượng của sản phẩm. Dưa leo baby đạt chuẩn sẽ có vỏ bên ngoài sáng bóng, chiều dài nhỏ hơn 10cm, có trọng lượng từ 40 tới 50g một trái. Thưa bà con, ngày hôm nay Góc Tư Vấn đã nhận được nhiều thắc mắc của bà con liên quan đến lĩnh vực trồng trọt và những thắc mắc này đã được các chuyên gia thuộc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia giải đáp. Mời bà con chú ý theo dõi. Câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả Đặng Văn Thìn, số điện thoại 0729 3 số cuối 967 ở vụ bản Nam Định hỏi như sau. Nhà tôi có 5 cây nho đã trồng được 1 tháng rưỡi, có hiện tượng bị lá xoăn, vàng lá, héo lá rồi chết, chưa dùng thuốc gì, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thanh Thìn, dựa vào các triệu chứng bệnh trên cây nho như anh mô tả, các chuyên gia chẩn đoán cây đã bị bệnh do nấm gây hại và để khắc phục anh cần làm như sau. Vệ sinh đồng ruộng, thu gom những chỗ cây bệnh chết tiêu hủy, rác vôi khử trùng đất, bón phân cân đối, không sử dụng phân bón qua lá lúc bị bệnh. Luân phiên sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất như sau: Copper Oxy Chloride cộng Streptomycin, hoặc Mancozeb cộng Metalacin, hoặc Streptomycin, hoặc Theophanetmethin, hoặc Phosetin Aluminium, hoặc Iprodion, hoặc Propinef, hoặc các thuốc gốc đồng. Phun ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 7 đến 10 ngày, theo hướng dẫn của từng thuốc. Tiếp theo là câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Văn Nam với số điện thoại 0985 3 số cuối 246 hỏi như sau. Cây xoài thu hoạch được 5 mùa, hiện tượng là gần được thu hoạch thì trái lại bị nứt, đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thưa anh Nam, theo những mô tả mà anh gửi về cho chương trình, các chuyên gia chẩn đoán hiện tượng quả xoài bị nứt khi gần được thu hoạch là do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do thời tiết và thứ hai là do bón phân quá nhiều, đặc biệt là phân đạm, kali làm mất cân đối dinh dưỡng, cộng với hiện tượng thiếu canxi. Đây là một thành phần quan trọng trong cấu trúc vỏ quả, làm cho quả dễ bị nứt. Và để khắc phục, anh cần làm như sau. Cần phải bón phân cân đối và tưới nước đều cho cây. Bón thêm vôi bột, lượng từ 1 đến 1,5 kg một cây, hoặc CaSO4, hoặc phun CaNO32 vào tháng 3, tháng 4. Sử dụng các thuốc gốc đồng để phun phòng trừ. Từ Đông An, Văn Yên, Yên Bái thì khán giả Trần Công Lược, số điện thoại 0989 3 số cuối 686 có gửi đến cho chương trình một câu hỏi với nội dung như sau. Bưởi đang ra hoa thì xuất hiện nhện đỏ, hỏi muốn phun thuốc sinh học để trừ nhện đỏ thì có ảnh hưởng gì đến hoa và chất lượng đậu quả hay không và tôi nên sử dụng loại thuốc gì? Vâng, thưa anh Lược, nếu như cây bưởi có nhện với mật độ trung bình khoảng từ 4 cho đến 5 con trên một lá thì anh vẫn cần phải phòng trừ vào chiều mát mà không lo sợ là sẽ ảnh hưởng đến hoa. Anh có thể dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất như là rotenone hoặc là matrin hoặc diafenthiuron hoặc là abamectin. Anh cần phải sử dụng theo hướng dẫn của từng thuốc và chú ý luân phiên thuốc, phun ít nhất là 2 lần liền. Và thưa bà con, trong phần thời lượng cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được tư vấn câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Thị Quỳnh, số điện thoại 0365, 3 số cuối là 232 ở Bảo Thắng, Lào Cai hỏi như sau. Hỏi cách xử lý hạt dưa hấu trước khi trồng như thế nào? Thưa chị Quỳnh, với thắc mắc này của chị, các chuyên gia của chương trình đã tư vấn như sau. Phơi hạt giống dưa hấu ngoài nắng nhẹ vài giờ, ngâm hạt trong nước ấm, tỷ lệ 2 sôi cộng 3 lạnh, khoảng 3 đến 4 giờ. Rửa sạch nhớt, dùng vải gói hạt, đem vùi trong tro trấu hoặc rơm rạ nơi có ánh nắng, tưới nước giữ ẩm thường xuyên. Sau 36 đến 48 giờ, hạt sẽ nhú mầm. Đem hạt gieo trực tiếp vào chậu trồng hoặc bầu đất. Nếu hạt giống lấy từ kho lạnh, cần ngâm hạt giống từ 6 đến 10 giờ. Thưa bà con, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Khuyến Nông của chúng tôi ngày hôm nay tại đây. Tổng đài 1900-6145 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp của bà con dành cho chương trình. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.
Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.